Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục vẽ nhân vật cho phim hoạt hình. Thì ở bài 1 tôi đã giới thiệu với chúng ta là bài Thumbum Home Harmony 17. Đến bài này thì chúng ta sẽ học, chúng ta học dần từng thứ một. Và trong bài này thì tôi sẽ giới thiệu các công cụ của Thumbum Harmony. Các bạn chú ý theo dõi và làm theo. Đối với phần mềm này thì lúc đầu nó rất là khó, nhưng sau rồi đấy thì các bạn sẽ rất là dễ. Các bạn sẽ không phải lo cái chuyện mà nó sẽ khó khăn với chúng ta. Chúng ta sẽ theo dõi các bước thì chúng ta sẽ tạo create scene. Chúng ta tạo ra một cái cảnh mới. Và cách làm như thế nào thì chúng ta sẽ theo dõi sau đây. Thì để vẽ nhân vật thì đây là giao diện của Thumbum. Đấy, thì đầu tiên là các bạn phải nhập vào trong cái phần drawing camera này. Thì chúng ta chú ý là phần drawing thì là phần vẽ, camera là dùng để chúng ta thao tác với phần tạo hoạt hình. Ở đây chúng ta đầu tiên là chúng ta import cho tôi một cái hình ảnh vào. Import một cái hình ảnh. Thế thì hình ảnh tôi đã vẽ sẵn ở trên desktop. Đấy. Ở đây ví dụ như là ta sẽ vẽ một nhân vật có sẵn bằng bút chì. Đây ta vẽ bằng cái này. Ok. Đấy, bằng cái này vào nha các bạn, chú ý nhé. Nhập vào thì chúng ta nhập ok. Đấy. Sau đó các bạn bật cho tôi cái bóng điện này lên. Đó, bật bóng điện lên. Thì hình cô gái, chiếc đầu cô này là mắt to mắt nhỏ. Thì cũng không sao, các bạn có thể vẽ một mắt và tạo thành hai mắt cũng được. Đấy. Chúng ta nhìn thấy đây là cái hình lên. Thế thì trong phần này thì các bạn chú ý cho tôi là trong phần đây là cái phần hình ảnh. Nó nằm ở lớp cuối cùng. Phần đây thì nó gọi là bắt đầu vẽ. Thì chúng ta sẽ đổi tên cái lớp này. Chúng ta đổi tên nó là từng bộ phận một nhé. Chúng ta, tôi ghi là tóc trước. Tôi vẽ cái đầu trước. Tóc front. Đó. Hay nếu các bạn học tiếng Anh thì các bạn đọc là hair. Rồi. Nhấp ok xong nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ add vào thêm, ta chọn drawing. Các bạn chú ý các bạn đừng chọn bond hoặc là camera vội, vì chúng ta chọn đây là chúng ta chọn chọn vẽ trước. Đấy, thì các bạn sẽ tiếp này. Hai, ba. Ok. Đấy, các bạn có thể chọn cho tôi color art, rồi chúng ta chọn vector ở đây, cái này cũng được. Đấy. Chúng ta lập cái này. Rồi chúng ta có thể không cần phải nhấp luôn, chúng ta nhấp art luôn cũng được thì nó sẽ giữ nguyên để ta tạo một cái khác. Rồi chúng ta chọn face. Đấy, chúng ta chọn noise. Chọn mũi, chúng ta chọn mouth là miệng đúng không, và chúng ta chọn bao lông mày. Đấy. Lông mày lát nữa chúng ta sẽ copy lông mày trái lông mày phải nhá,
chúng ta có thể chọn ở đây là phây rồi. Bây giờ các bạn tiếp tục chọn cho tôi cái một lớp nữa, đó là mắt. Mắt thì chúng ta gọi là con người là iris, tiếng Anh là iris. Đó. Rồi chúng ta chọn là lòng trắng oai. Oai ai. Rồi tiếp theo nữa là cái con người rồi, lòng trắng rồi, thì bây giờ đến mắt là ai. Chúng ta chỉ cần 3 bộ phận thôi, các bạn có thể vẽ thêm nữa cũng được. Rồi sau khi xong rồi thì các bạn làm một việc như sau. Các bạn chọn tất cả cái này xuống đây và giữ phím shift. Đấy, đưa chuột vào đây nhá. Giữ đến đây là và giữ phím shift. Các bạn ấn cho tôi 3 phím shift, on và y và r. Nghĩa là an đấy, phím alt đấy, tiếng Việt Nam. Còn tây nó là off, shift off và a. Là R, ba phím đó, Shift, Alt và O và phím R. Thì sau khi được xong rồi thì các bạn nhìn thấy xuất hiện các keyframe đây đó. Các bạn ấn phím số 2 để nó rõ keyframe ra, nó rõ các frame ra. Ấn phím số 2, press 2 key on keyboard. Các bạn ấn vào đấy, press vào thì nó sẽ hiện ra. Bây giờ ta đưa chuột lên phía trên, ấn phím số 2 cho tăng lên. Đấy, ấn phím số 2 cho tăng lên nhé. Rồi chúng ta ấn chúng ta có thể dùng bàn tay để chúng ta di chuyển. Đấy. Chúng ta dùng Alt và Control để chúng ta xoay nhân vật lúc vẽ, xoay cảnh nhá. Đấy, bạn có thể xoay như thế. Rồi các bạn muốn trở về thì chúng ta chọn Shift C. Đấy, Shift C. Đấy, các bạn xoay về, các bạn chọn Shift C cho tôi. Xin lỗi. Control shift. Shift X, Shift X. Shift X nha. Shift X đấy là về vị trí ban đầu. Shift X là về vị trí ban đầu. Rồi. Bây giờ chúng ta đã có một cái con rối gọi là pop. Chúng ta có thể vẽ trên cái pop này. Đấy, các bạn sẽ có thể vẽ trên cái pop này. Còn đây là viền của này thì nhân vật có thể là có cái má to, gọi là shoes, má to, mũi bé, vân vân. Các bạn có thể cho to nhỏ tùy ý. Ngoài ra các bạn có thể bật lưới để chúng ta vẽ nhân vật. Đó, chúng ta vẽ lưới ghost, chúng ta chọn ghost vào đây. Rồi các bạn thấy là rất là dễ đúng không? Alt Control xoay nhá, Alt Control để chúng ta xoay cảnh. Rồi Control DOS OS OS đấy, chúng ta này nhá, ra xoay này cho tôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm việc như sau. Chúng ta chọn property, tool property, chọn này ra. Rồi sau đó các bạn vẽ ở đây thì các bạn có thể dùng brush, pencil, chúng ta chọn có thể dùng ellipse, rectangle, line, polyline. Thì mỗi một cái ta đều có thể vẽ được. Ở đây tôi ưa thích ta chọn line. Đấy.
Chọn like, các bạn có thể chọn cái này cũng được. Thì ở like này các bạn chú ý nha. Ta chọn là Fixer Text Size là bằng number 2. Sau đó các bạn ấn cho tôi cái nút này. Nút này nó có nghĩa là Snap to Contour, nghĩa là nó dính vào các điểm mà chúng ta đã vẽ trước. Đấy, nó dính vào như thế thì vẽ rất là tốt, nếu không thì nó sẽ hở, ta phải nối rất là lâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ từng cái một nhá. Chúng ta chọn Front Hair trước. Đấy, chúng ta chọn đây trước, sau đó chúng ta sẽ vẽ. Trước khi vẽ thì các bạn set color cho tôi. Rồi, đóng cái này lại. Chúng ta mở color. Color này. Rồi, mở color to lên nhé. Color các bạn add tóc vào cho cô bé. Ví dụ chúng ta muốn tóc màu xanh hay màu vàng. Đấy. Trong màu vàng thì các bạn chọn vào đây. Ok. Đấy. Các bạn chọn gây điền, các bạn chọn vào đây thì các bạn có thể thay đổi màu tóc, vân vân. Đấy. Thay đổi màu tóc, ví dụ như là màu tóc của đây là. Đấy. Sau tiếp theo màu bên này là màu đỏ vàng chẳng hạn. Tóc tây và chúng ta cho màu tóc như này. Vân vân, tùy theo các bạn thích thì các bạn cho màu cho cô bé. Rồi bây giờ tiếp theo các bạn sẽ vẽ lên trên đây. Các bạn chọn phóng to lên, số 2 lên. Đó. Các bạn vẽ thì các bạn dùng bàn vẽ. Nào bây giờ các bạn nhìn nhá, tôi vẽ tóc đầu tiên. Đó, đến đây. Các bạn ấn Ctrl cho tôi, press Ctrl and then curve. Đó, các bạn làm như thế và chỗ này tiếp tục ta vẽ lên đây. Uốn cong blend. Uốn cong. À, cái này chúng ta có thể cho lên đây. Gọi là tóc trước. Trong trước thì các bạn có thể vẽ nhân vật tiếp theo thế nào cũng được. Đấy, ta nôi xuống, ta giữ phím cách giống như Photoshop nhá, để vẽ di chuyển. Đấy. Kệ lông mày nó nhá. Rồi. Rất là mềm mại đúng không các bạn? Xong rồi bây giờ ta sẽ đổ mực vào. Ta xem có chỗ nào bị thùng không. Rồi bây giờ chúng ta xem. Chúng ta đã được một cái mái tóc màu vàng ngon lành hành đào đúng không các bạn? Rồi các bạn có thể bổ sung thêm, bạn có thể bổ sung thêm bằng cách là chúng ta cho đây. Bạn ghi nó vào. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bật cái lớp tóc đằng sau. Các bạn bật lớp tóc đằng sau lên. Các bạn cho lại lên trên. Các bạn chọn chuột vào đây. Đó.
Các bạn kéo lên xuống. Rồi, ok. Bây giờ ta vẽ tóc sau nhé. Tóc trước thì nó đã ngon rồi. Và ta sẽ làm tóc sau với một mái tóc màu hơi vàng vàng. Ta cộng lên thêm một tí. Ta cho cái bên này nó hơi đỏ đỏ một tí. Đó. Rồi ta chọn tóc sau. Với mái tóc sau thì các bạn vẽ bao trùm lên bên trên này. Bạn đưa lên các bạn vẽ. Vì máy tính của tôi nó hơi cấu hình thấp, tốc độ thấp cho nên là nó không được mượt, không được nhanh. Because my computer is very with configure very low, with memory very low, so the space of computer is not run quickly. Nào bây giờ các bạn vào đây. Đấy, các bạn bèn như thế các bạn dễ vẽ. Không giống như là phần mềm CrayStock Animator, các bạn phải vẽ trong Photoshop và rất là mệt. Vẽ trong Illustrator cũng thế, tốc độ không nhanh. Mà bây giờ mình làm phim hoạt hình mà tốc độ không nhanh thì chán lắm, đúng không các bạn? Bao giờ mới được một bộ phim hay để mà xem? Còn đẹp hay không là còn do chúng ta vẽ nữa. Đó. Xong rồi thì các bạn đổ cái mực này vào. Đó. Black hair. Đây, chúng ta vẽ xong. Bây giờ chúng ta đưa tiếp lên phần face. Các bạn thấy là khi mà mình vẽ, mình chọn lớp cái thì cái phần tóc nó sẽ chuyển xuống phía dưới. Các bạn không phải lo, lớp nào nó đi lớp đấy. Lớp face thì các bạn chọn cho tôi màu, các bạn đổi tên đây là bạch. Rồi các bạn chọn đây, các bạn chọn là bronze. Các bạn nhớ như thế. Đó. Rồi bây giờ chúng ta chọn new một cái. Rồi chọn face. Solid face đây, tôi chọn màu này. Tôi chọn một màu hơi trắng một chút, đúng không? Đậm thì hay chúng ta có thể chọn đây là màu đây. Ok, phơi. Ngon chưa các bạn? Rất là ngon, đúng không? Phơi thì các bạn vẽ trên lớp phơi line, các bạn vẽ phơi kia, vẽ tai. Các bạn vẽ xuống đây.
going to lowering the blood pass. Để các bạn giải tiếp cho nó chuẩn vào trong. Hoặc các bạn có thể vẽ lên đây. Cao lên. Bổ sung. Thì các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta cao phơi. 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 Ok, sau đây là ta vẽ xong cái file rồi, đúng không? Finish drawing file. Bây giờ chúng ta tiếp tục phần noise. Phần noise thì các bạn có thể chọn một màu nữa là ta gọi là noise. Các bạn các bạn chọn màu đen. Ok. Sau đó thì chúng ta sẽ vẽ trong này. Ok. À, bây giờ các bạn nhìn thấy là đã lên hình rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ vẽ mắt. Mao. Mao đây nó vẽ thay đổi nhé. Chúng ta sẽ vẽ thay đổi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái miệng của bé. Bây giờ chúng ta vẽ lông mày. Với lông mày này sau các bạn vẽ, các bạn vẽ phóng to lên. Chúng ta chọn cái đường stroke, ta xóa đi, delete the stroke. Đấy, các bạn xóa đi. Ok, công việc xong bên lông mày rồi thì các bạn nhìn nhé, các bạn chọn select tool.
Đấy. Sau đó các bạn chọn xuống dưới này, các bạn chọn cho thầy chọn cho tôi duplicate, các bạn có thể copy, các bạn có thể chọn copy duplicate, các bạn ấn nút này. Đấy. Ấn nút mirror button nó sang bên này cho các bạn. Tương tự mắt cũng vậy, sau khi ta vẽ xong từng cái ta có thể ấn sang bên nọ bên kia. Đấy. Và bây giờ tôi sẽ vẽ nốt cái mắt là xong, đúng không? Rồi, vẽ nốt mắt nhé. Mắt thì chúng ta chọn cho tôi cái phần color. Các bạn color đây, các bạn chọn cho tôi phần eye. Rồi, bây giờ tôi chọn là như này, chọn tiếp này. Mắt cô bé, ok. Sau này rồi trắng xong rồi. Rồi bây giờ tôi vẽ mắt. Sorry, 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 bây giờ chúng ta ghi six. Tiếp theo chúng ta vẽ lòng trắng. Cho lòng trắng vào. Ok, xong.
Bước tiếp theo các bạn drop the icon inside, là các bạn vẽ cho nó vào đây. Drop father, I, the child, I and Eric, các bạn cho vào đây. Rồi, ok. Bây giờ các bạn sẽ copy ai sang một lớp mới bằng cách nhấp chuột vào đây. Các bạn chọn duplicate select layer. Đấy. Sau đó các bạn bật tool lên. Bạn chọn select. Các bạn chọn tool lên. Đấy, ai. Eject ai. Why ai. Đấy, bây giờ các bạn nhìn thấy là camera, chúng ta tắt phần này đi. Chúng ta đã được một cái thành phố. Đấy. Rất là đẹp đúng không? Sau đó các bạn vẽ tiếp cái phần còn lại. Thì bài học này nó hơi dài cho nên tôi chia làm đôi. Tôi chia làm đôi. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ nốt cái phần thân ở bài học tới. Và đây là mái tóc của cô gái. Và chúng ta nhìn thấy là rất là xinh đúng không? Rất là xinh. Very pretty. It's she very beautiful. Rồi. Bài học hôm nay tôi kết thúc ở đây nhé. Đến chiều tôi rảnh tôi lại dạy vẽ nốt cái phần body, arm, hand, leg, foot, vân vân. Đấy, để tôi vẽ tiếp. This morning I'm going to drawing the parts of body. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ dừng lại đây.